Rồi, hôm nay Thế Giới Phụ Kiện bọn mình rất là may mắn được mượn cái chiếc Asus ROG Ally, một chiếc máy chơi game rất hot ở hiện nay. Thì thay vì chia sẻ cho các bạn chi tiết về chiếc máy này, chúng ta đã quá quen với nó rồi, thì trong video này muốn chia sẻ nhanh về một cái trải nghiệm chơi game của mình, những cái tựa game 3A trên ROG Ally, để xem chiếc máy này chống tầm giá có chơi game tốt như lời đồn không nhé. Ok, sở dĩ ROG Ally là một cái sản phẩm rất hot hiện nay bởi vì chúng ta có thể đối xử nó như một cái chiếc máy chơi game bình thường, cũng như đối xử nó như một chiếc laptop luôn. Bởi vì chiếc máy này hầu như là đảm nhiệm hết mọi cái nhu cầu chơi game cũng như sử dụng bình thường. Chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc máy này để kết nối ra màn hình ngoài để chơi game, những cái tựa game trên máy tính, ví dụ như là CSGO, Counter-Strike gì đó. Hoặc là các bạn vẫn có thể kết nối với màn hình TV và kết nối lại những cái bộ controller bên ngoài luôn để mà có thể chơi game. Nói chung nó là vừa là một chiếc máy chơi game như thế này. Đó, cầm như này đây, cũng như là vừa là một cái cục CPU và GPU siêu mạnh để mà chúng ta có thể chơi những cái tựa game khác hoặc là làm việc như là một chiếc laptop vậy. Thì cái chiếc máy ROG Ally mình trên tay đây, nó sử dụng một con chip AMD Ryzen Z1 Extreme. Thì đây là con chip thuộc dòng Zen 4 và cũng như là nó có 8 x 16 luồng. Đặc biệt nó có một cái đồ họa RDNA3, thì cái đồ họa này theo như Asus công bố thì nó cân đủ mọi cái tựa game 3A hiện nay để mà chúng ta có thể chơi game. Thì rõ ràng là nếu như người dùng đòi hỏi nhiều hơn về đồ họa thì có thể kết nối ROG Ally này sang một cái eGPU bên ngoài, ví dụ như là cái Asus XG Mobile vậy đó, để chúng ta có thể kết nối với lại cái bộ eGPU đó, nó có quạt tản nhiệt luôn để mà chơi game nó hardcore hơn nữa. Ok, thì cái phiên bản mình trên tay đây có 16GB RAM và sử dụng RAM LPDDR5. Và cái SSD của chiếc máy này có dung lượng là 512GB, thì nó sử dụng cái SSD PCIe 4.0. Thì một cái cấu hình theo mình là vừa đủ để mà có thể xem nó là một chiếc laptop chơi game cũng được. Ok các bạn, mình đang ở trong cái tựa game Horizon, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa mình để setting trên cái tựa game này. Thì mình để ở mức medium hết. Thì hầu như là đây là cái mức mặc định khi mà chúng ta launch game lần đầu tiên. Thì chúng ta có thể điều chỉnh trong đây, thì mình thấy rằng là cái reflection này, cái này rất là quan trọng này, thì nó sẽ ở mức cao. Đó, thì các bạn có thể để về mức thấp hay gì đó đều được, thì nó sẽ mấy cái phần reflection này nó sẽ ảnh hưởng đến pin nhiều hơn cũng như là độ nóng nhiều hơn, cho nên tốt nhất cứ để medium thôi. Rồi thì mình sẽ cho các bạn xem thử khi mình chơi á, thì sẽ có cái mức FPS ở đây như thế nào. Đó, thì nó sẽ trung bình vào khoảng từ 45 cho đến 60 FPS, cũng tùy thôi. Ok, thì cái nhiệt độ trung bình của cái tựa game này thì nó sẽ vào khoảng 67 độ C. Đây là một cái mức nhiệt độ rất tốt để mà chúng ta chơi trong những thời gian đầu. Đó, thì nó sẽ từ từ tăng dần. Mình nhận thấy rằng những cái game này á, nó sẽ vào khoảng trên 70 độ C là chuyện bình thường. Đó, cho nên là mình thấy rằng là mọi cái tác vụ chơi đây đều rất là tốt khi mình để ở chế độ medium. Rồi ok các bạn, thì mình đang chơi cái tựa game Cyberpunk 2077, thì nó sẽ vào khoảng độ FPS trung bình là từ 40 cho đến 50 FPS. Thì mình đang để ở chế độ setting là medium, cũng như là mức đồ họa render hình ảnh là mức thấp á, thì nó sẽ rất là ổn cho cái việc mà chúng ta có thể combat hoặc là di chuyển đó. Thì các bạn có thể thấy rằng đồ họa nè, render nói chung là độ bóng cực kỳ tốt luôn, phản chiếu nè đó, cũng như là những cái thao tác của chúng ta chơi game nó khá là ok với mình đó. Thì tất nhiên là mình có thể đòi hỏi hơn ở chiếc máy này ở vào khoảng trung bình là 60 FPS, nhưng mà sẽ tùy thôi. Thì cái này nó đối với mình như vậy là quá tốt rồi, để mà chúng ta có thể chơi bình thường rồi. Nhưng mà cái nhiệt độ mình nhận thấy rằng có thể là mình mới launch game thôi, nhưng mà cái nhiệt độ của nó sẽ vào khoảng là 59 độ C. Đó. Thì nếu như theo mình được biết là nếu như mà chơi con Cyberpunk này trong một thời gian dài thì nó sẽ lên đến 70 độ C là chuyện bình thường. Đối lại CPU bên trong. Đó. Và nó cũng báo luôn cái thời lượng pin của mình này là 25,23 Wh này. Rồi thì vì là cái chiếc máy này có những cái tiện ích, ví dụ như là cái command center này, nó sẽ điều chỉnh được rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình đang mở cái chế độ performance này để mà tối ưu cái hiệu năng của chiếc máy này. Hoặc là có thể có những cái tiện ích khác, ví dụ như mở thay đổi cái tốc độ làm tươi của màn hình này, thì mình cứ để 120Hz thôi, cũng như một cái màn hình Full HD ở đây. Đó, thì chế độ Rainbow Aura này để, hoặc chúng ta có thể chụp màn hình hoặc là record màn hình luôn, thì tùy đó. Ok, đối với lại những cái tựa game dễ thương khác á, ví dụ như là Overcooked mình đang chơi ở đây, hoặc là những cái tựa game RGB á, hoặc là những cái tựa game RPG á, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phục vụ rất tốt đó. Thì tất nhiên là những cái tựa game này thì nó sẽ liên quan đến, nó sẽ phù hợp với lại những cái sản phẩm Game Pass như thế này hơn, nhưng mà nếu mình chơi như vậy thì nó kiểu hiệu năng nó sẽ hơi bị thừa so với lại những cái game như thế này.
Rồi, thì mình nhận thấy rằng cái nhiệt độ của chiếc máy, thì mình nhận thấy rằng cái nhiệt độ từ nãy giờ mình chơi game thì nó sẽ vào khoảng từ 59 đến 58 độ C mà thôi, nó duy trì như vậy là rất là tốt. Đó, cũng như là khi mà mình có để độ sáng màn hình liên tục á, thì mình thấy rằng là cái mức pin ở đây nó sẽ báo nè là còn 49%. Thì hồi nãy rằng khi mà mình bắt đầu mà bấm quay để mình chơi game á, mình chơi ba chuyển đổi giữa ba từ game thì nó sẽ từ 65% thì cho tới bây giờ là còn 49% mà thôi. Đó, cho nên rằng là các bạn cũng cần lưu ý về cái việc để độ sáng màn hình hoặc là tốc độ làm tươi 120Hz. Đó, nó sẽ hao tốn pin khá là nhiều. Ok, thì mình muốn quay lại cái tựa game Horizon một chút xíu, tại vì cái tựa game này nó có một cái setting đồ họa nó khá là chi tiết, cho nên là mình sẽ tăng lên cái mức cao luôn để mà xem thử là nó có bị crop khung hình hay không, cũng như là cái nhiệt độ của máy nó sẽ có thử thách như thế nào, đặc biệt là cái phần reflection, những cái họa tiết nước á, mặt nước á, như nãy mình chia sẻ các bạn, thì bây giờ mình sẽ để mức cao luôn, cũng như là mây mình để cao luôn nè, motion blur. Thì các bạn có thể để những cái chế độ motion blur nhìn cho nó ảo diệu xíu cũng được, mở on lên. Hoặc là những cái ambient, những cái kiểu vật thể tĩnh á, nó có độ bóng đẹp hơn nè. Đó, mình sẽ để ở mức setting này và mình thử chơi một đoạn để xem thế nào nhé. Ok, rồi, ok, thì mình nhận thấy rằng cái mức khung hình của nó vẫn sẽ đảm bảo được cho mình ở mức 44fps cho tới 50. Đó, thì mình thấy rằng nó sẽ không khác so với lại cái mức đồ họa khi mà chúng ta để ở chế độ medium. Thì đây là một điểm khá là đáng khen. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ hao tốn pin đi khá là nhiều nếu mà chúng ta chơi ở mức này mà chơi trong thời gian dài. Đó, cũng như là nếu các bạn để full độ sáng màn hình thì sẽ rất là rủi ro. Đó, cho nên rằng là chỉ có vừa sạc vừa chơi game thôi nó sẽ tốt hơn. Đó, bạn có thể thấy nè, độ bóng nhân vật nè, ánh sáng nè, mọi thứ rất là ổn. Thì thấy những cái game như này á, thì nó đạt vào trên 30fps là rất là happy rồi. Ok, vì là một cái giao diện Windows 11 cho nên rằng chúng ta vẫn sẽ sử dụng chiếc máy này như là một chiếc máy tính laptop mà nó kiểu handheld vậy, rất là hay. Đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái cửa sổ Windows này, những cái app mà chúng ta sử dụng cài đặt. Đó, nói chung là nếu mà các bạn kết nối chuột bằng bàn phím để chơi ví dụ những tựa game PC, ví dụ như là PUBG Mobile hay là Liên Minh Huyền Thoại đây, thì vẫn được luôn, rất là ok. Nhưng màn hình nó hơi nhỏ chút xíu nên rằng là các bạn phải cắm kết nối HDMI ra một cái màn hình ngoài nữa, một cái máy tính di động gắn rời để mà chúng ta chơi game. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái tinh chỉnh nè, nhưng mà màn hình này nó hơi nhỏ một chút xíu để mà mình có thể điều chỉnh trên đây, thì điều chỉnh bằng nút thôi, vào Wi-Fi bấm A chọn thôi. Đó, là bắt ra thì bấm B. Nói chung là cái giao diện này rất là mượt, không có vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn sẽ lưu app trong đây, ngoài desktop như thế nào, quản lý download thư mục ra sao. Đó, ok, thì chúng ta vẫn có thể lướt web như là bình thường thôi. Đó, ví dụ như mình tìm YouTube mình xem nè, bấm bàn phím như này thôi. Đây mình không có tiện bộ bàn phím rời đây, thì mình demo nhanh cho các bạn bằng cái việc mà mình duyệt web bằng này luôn. Đó, nhấn enter bình thường. Như xem trên đây, mình mở loa thử cho các bạn nha. Hy vọng YouTube không đánh bản quyền, mình mở cái này nhanh thôi. Trên tích cầu Chocomon, có kiện đoàn cầu thiên sóc phương bình. Đó, thì loa đang để mức 58 đi, thì như vậy cũng đã rất là tốt rồi. Đây là loa Harris nha các bạn. Ok, thì mình thấy rằng là loa trên cái chiếc LG Ally này phù hợp cả cho cái việc mà xem YouTube luôn, cũng như nếu như các bạn có thể nghe nhạc như tải Spotify hay là Apple Music về đây á, thì có thể nghe nhạc rất là hay. Đó, không chỉ là dành cho cái việc chơi game nữa. Cũng như mình đã quay lại về xíu về cái giao diện, thì nó vẫn sẽ có cái con chuột cho chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng như bình thường. Đó, bấm tới đâu chọn tới đó, thì bấm nút cái trigger này để mà có thể lựa chọn luôn, khá là mượt mà, rất là ổn. Ok, thì qua cái việc chơi game á, thì cái chiếc máy này chúng ta vẫn có thể sử dụng hàng ngày, tại vì như mình đã nói là chúng ta vẫn có thể đối xử với nó như là một chiếc laptop đó, một thiết bị handheld vậy. Thì cơ bản là chúng ta sẽ có thêm hai cái loa ở đây, thì loa này hỗ trợ stereo cho chất lượng âm thanh rất hay và nó rất tốt nha các bạn. Các bạn vẫn có thể sử dụng để nghe loa ngoài chơi game luôn cũng được, hoặc là có thể cắm kết nối tai nghe
tùy. Và cái việc loa như này chúng ta hoàn toàn có thể giải trí trong cái việc mà nghe nhạc hay là xem YouTube đều được. Và cũng như cái thời lượng pin của LG Ally nó có dung lượng là 40 Wh, kết hợp với đó là một cái bộ sạc 65W của Asus luôn, cho nên mình thấy rằng là cái việc sạc của chiếc máy này nó khá là nhanh. Nhưng mà cái việc mà vừa sạc vừa chơi game mình nhận thấy nó khá là nóng nha, đặc biệt là nóng cái phần màn hình đi rất nhiều đó, cho nên rằng là mình thường có thói quen rút sạc và mình chơi game nó thoải mái hơn, nó mát hơn. Thì có lẽ như thời gian qua mình chơi những cái tựa game mình để đồ họa nó không quá cao, cho nên là chiếc máy này nó cũng không quá nóng như nãy mình đã chia sẻ cho các bạn rồi đó. Thì nó cũng chỉ vào khoảng 70 độ C mà thôi cho cái CPU này, đặc biệt là rất là ổn rồi. Và ngoài ra Asus ROG Ally cho phép chúng ta cài những cái giả lập để mà chúng ta có thể chơi trên những cái nền tảng Nintendo Switch cũng được đó. Và những cái game Nintendo nó sẽ phụ thuộc vào những cái game đó nó có tương thích với chiếc máy này hay không, thì đó là câu chuyện của tương lai. Ngày xưa chúng ta chơi trên Game Boy hay là những cái máy Nintendo DS á, thì có một số game nó chạy được giả lập, một số game thì không, thì nó còn phụ thuộc vào nhà sản xuất làm game nó có tương thích với máy này hay không nữa. Thì nó là một câu chuyện rất là hứa hẹn thôi. Mình nghĩ rằng với cái độ hot của Asus ROG Ally thì không chỉ là những cái tựa game giả lập mà còn những cái tựa game PC về sau nó sẽ hỗ trợ tương thích tốt cho lại cái nền tảng Windows 11 của Asus ROG Ally này đó. Cho nên rằng nếu như các bạn đang có ý định mua một chiếc máy chơi game cầm tay như thế này thì mình nghĩ rằng đây cũng là lúc rồi, không cần đợi gì cả. Và cuối cùng thì nếu như những bạn nào có đặt câu hỏi là nếu chiếc Asus ROG Ally này so với lại Steam Deck thì sao, thì mình câu trả lời của mình, bản thân mình cũng sẽ chọn Asus ROG Ally hơn, thì vì ít nhất chiếc máy này có bán chính hãng tại Việt Nam, cũng như rằng là chúng ta không phải bàn cãi về cái hiệu năng của chiếc máy này cũng như cái độ tương thích game của nó. Hiện tại chúng ta đều có thể mua và có thể chơi được rất là nhiều tựa game trên đây rồi đó. Và hôm nay Thế Giới Phụ Kiện bọn mình lại có thêm một món phụ kiện độc lạ nữa trong cái chuỗi series phụ kiện độc lạ, thì trong tương lai thì bọn mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những món đồ khác nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye.